cũng trộn ở nhà đi thằng đó đâu rồi nó trộn mấy giờ ăn chết rồi con nào nó ôi con ôi ôi bốn con tất cả mọi người nha. Nay tiếp tục đi thăm lợ cá coi có gì không đây. Mấy bữa trước thì mưa bão quá trời, mưa ngày mưa đêm mà hai bữa nay không hết mưa rồi. Thì hôm nay mình sẽ thăm 40 cá nha. Thì mình sẽ thăm trước cái điểm này hồi chuyến dồi mình xuống 14 cá mà thăm không có, chỉ được có hai ba cái thì có cá thôi. Nếu mà bữa nay không có nữa mình sẽ rút cái điểm này. Tại vì mấy cái điểm mà nó không có cá thì mình có đặt nó cũng không có đâu. Nếu nó có thì trời trại ra gai. Còn cái điểm này không có là mình phải giúp, chứ mình có để đó nó cũng không dính. Rồi bây giờ mình sẽ mở hàng, ở đây có hai cái mình test thử một cái dũng này nè. Đây dũng này thì cũng ngon lắm mà chuyến giò mình thăm ở chỗ này không có, còn cái chia thì vô đóng cá phi luôn. Thì bây giờ mình sẽ coi hai cái này không có mình sẽ giúp. Đây cá này. Ở đây chắc con cô là cũng cô luôn, chưa có cá rồi mấy cái này giúp cái gì trời, không có cá thôi, bị dách gì không, không có con cá luôn ta, trời ơi trời ơi chết đi, te tua cái miệng hôm, trời ơi, mình sợ nhất là dách miệng hôm nè, trời ơi chết rồi, cái lợ này cuốn gì luôn, chứ đặc gì nữa, thứ này là bị cua kẹp rồi, mấy con cua nhỏ nè, chết rồi, nó dách ở đây thì còn giá được, tại mình không biết giá hôm ở đây nữa, trời ơi chết rồi, te tua tè luôn, cái gì đây nữa, trời là trời, cái lợ banh chạnh nhớ gọn gì đó, trời chết luôn rồi nè. Cái này là cua nha, tại vì cái này dưới nước là không có chuột đâu, chuột thì nó không có cắn miệng hôm được, cái này cua, cái con cua nhỏ, cua biển á, cái này cua đồng, chết luôn. Hôm nay mình bị mấy con cua nó kẹp á, mình giục khoảng mười mấy hai chục cái rồi đó, hôm mình đặt định với hậu giang 50 cái mà bây giờ mấy cái lợ tanh bành cắn tè le từ lưa chân chết luôn. Mình đóng cá phi mình bỏ nhỏ không rồi thật, đóng vô nữa rồi đó, thấy dần dần đó, mình coi chịu cái cây đợi chứ không thôi cái lợ đó phi nhỏ không nó kia cái thôi bự nữa đó, mình lấy cái cây mình chịu rồi nè, không thôi cái lợ mình chắc đẩy ra ngoài kia luôn nè, một đống nữa rồi, giúp cái cây gì ra đóng này. Quá khủng khiếp luôn, được một hai con lượng gì, cá vô dây thì đó mình đổ hết rồi đó, đây coi cái con một con bắt nha, được con một, mình sẽ đổ hết luôn quá, rồi rồi cá, nó không được mập, mấy chục con, không xanh. Cái này điểm này không có cái lóc rồi, mình sẽ giúp luôn nha, kiểm tra cái lợi coi nó có bị dách hay không. Đây đặt hai cái mà bị cua nó làm hư hết cái, cái đó phải giục luôn, để mình giặt sơ cái lợi này, nó dơ quá mình phải giặt để mà nó đóng rồng hoặc là cái miệng cơm nè nó bị cọm, cá nó bị dậu vậy. Cái này không có cá mà thấy giận giận đi. Gì đây? Ồ, cái rô. Cái rô nó không được mập, nó đây phèn quá. Rồi cái luồng này hồi trong Tết mà đặt phải nó là trúng thấy mê luôn á. Cái nào có nấy 4-5 con, 4-5 con. Cái nào mà cứ nào mình thăm cũng cả chục, 7-8 kg, mười mấy ký. Giờ nay là 5-7 tháng đặt lại sao không thấy cá lóc luôn á. Thôi, mấy cá này nhỏ mình thả lại nha. Cái điểm này 7 cái mình rút hết luôn, mình chừa lại cái điểm mà hôm bữa mình dính cá chẽm, cái điểm đó mình chừa lại. Cái luồng nhỏ. Thôi cái luồng này còn ngon ngon nè, cái luồng này có chạy nè, chết cha rồi. Mình thấy cá lóc chà bá chết luôn. Trời ơi hai con luôn.
Trời ơi kỳ trời, trời ơi hai con chà bá luôn. Chết tôi rồi. Cái điểm này có cá mình chừa rồi nè, cái điểm này mình có 5 cái. Chứ giòn dính cá chẽm mà. Trời ơi hai cái lóc nó chết. Y còn con. Trời ơi. Trời ơi trời quái vật. Nó đẹp trời ơi trời ơi. Con này 1 ký rồi. Trời ơi chết hai con ra. Tại cái nước này phèn quá nè. Trời ơi trời nó uổng. Hai con này, hai này cũng 6 lạng. Ừ. Còn đợi cá đốc nái. Ui quái vật. Đã. Ui gì chỗ này còn cá khủng á. Chỗ này nó còn nước. Ui uống cá nè. Đã chưa. Mà nó uống chết hai con trời. Nó uống dễ sợ uống nè. Bây giờ mà kiếm cá lóc bự bự này cũng hơi hiếm nha. Tại đầy sát nhà mình không dám ra lớn. Rồi để mình đổ cho đây. Đây mình còn 4 cái nữa. Hy vọng gỡ gạt cái điểm này. Rồi cái này nước rút rồi, hai cái này không mưa nước rút, lầu cái lầu nó có không mưa. Rồi ui có đụng con. Tại vì mấy bữa nay nước nó lên dữ lắm, giờ nước mấy bữa nay nó xuống gì là không có mưa, giờ nó nhỏng cái là cá nó không được nè. Đụng con kệ cũng được, còn ba cái hy vọng kiếm quen khủng một viên rồi. Cái này mình dính con cá chẽm nè. Này coi có cái thóc con yên quá vậy. Rồi đụng cá chẽm nhỏ nữa, không nhận đây cá chẽm nhiều ta. Chiếc giò mình cũng dính được con nhỏ lớn hơn con này với con ký mấy. Cái này vô được con nhỏ, con này thả con nhỏ quá. Này cá chẽm nha. Bây giờ là tới ngang cái lóc này lập 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 cái này. Kẹp cái này vô để cá khủng nó xảy cái chết đó mọi người thấy không? Vừa đã tới không? Tại hôm nay nó giúp cạn con đó nhảy. Mấy con mà nhảy với ta. Ồ bị chuột cắn lỗ nữa. Mấy con mấy con. Rồi con mà nhảy ghê trời. Đây điện con. Hai lạng mà nhảy cái ghê thì. Cái chuột nó có cắn hôm nay nhất. Làm này bữa làm lỗ cho này giá này làm nữa. Rồi thì mình đổ cái này trong cái điểm này còn cái cuối cùng. Cái này ngon quá mà biết nó có cá không. Rồi con cá gì nó chết thì trời. Cá chẽm nữa. Ơi đây cá chẽm nhiều quá trời. Có cá lóc không? Ồ, đụng con nhỏ hai lạng. Ôi nè, cá chẽm nó chung vô không biết cái miền hôm mình có bị chép không. Đụng con mấy cái rô. Xét thử con cái đó, coi có cá không. Trời trời trời, con gì dân dẫn trong đây. Trần vô dân nước. Ôi, dân nước nó bự nè. Nó giỡn nè. Có cá không ấy. Trời ơi, trời ơi. Quái vật. Quá đã. Con cá lóc chà bá với con dân nước nè. Trời ơi, dân nước được nửa ký. Ôi, nó bự nè. Rồi, mình kiếm chỗ cái máy bắt dân nước này ra. Rồi, nó có kẹt đầu. Con này bự quá trời bự. Mở đâu là kẹt đầu đâu. À, cá lóc nè. Quá ngon quá. Đây mình đẹp đúng con cái một được con cá lóc dưới nước mới giờ chứng dầu nè. Để mình xuống tìm cái nữa. Giờ là mình quýnh chỗ một hai cái mà hồi cái gái à. Chứ mà quýnh nhiều bay tặc nó phát hiện một cái lấy sạch luôn. Làm rồi mình quýnh chỗ nào điểm một mấy cái bởi như lấy tàn sát tâm. Mình quýnh chỗ này thì nó có lấy một hai cái không sao. Để bắt nước thì giờ thôi. Nước này tát mát lắm ạ. Nước ngon chưa? Con này là 4 lạng chứ không tới nửa ký. Ở mình cũng dính con cá. Đó vô cái đậu cá vô. Xuống rồi cho này cái nữa. Cho này im nè, con cá lớn nè. Cá này chắc năm dồi sót lại cho con này nửa ký. Còn cá mà mua tới giờ nó khoảng 3 lạng mang mấy, chưa có lớn nhiều. Cá này sót lại. Mình làm nguyên thôi, mình đổ mình. Chứ cá lóc nó nhớt dữ lắm. Lóc dễ xảy. Cá đặt đỏ rồi, xảy uổng. Cái này ngon rồi, ngon rồi. Đây là gốc mà mình thấy hai ba cái đầu gì đó. Mình thấy không? Mấy con. Tụi quái vật. Rồi mấy con biết. Ủa? Trời ơi, trời. Hàng khủng nữa rồi. Má rồi. Ui. Vô nữa rồi. Từ tới công chuyện rồi, hai con cá hết hồn luôn. Trời ơi cặp cá nè. Quái vật, u nó đã. Nó dưới cái tùm lum. Trời ơi trời, hai cặp cá.
cặp cá này ký mấy khởi công chuyện quá trời khủng rồi. Trời ơi cái con này ở 9 lạng, con kia chắc cũng 7-8 lạng, hai con này cỡ ký 6 á. Ôi cặp cá nó đã. Ôi ôi vô kèo rồi, bữa nay được 3 con hàng khủng rồi. Cái điểm này nó còn nước á, cho nên mới có cá lớn, chứ mà cái điểm mà năm giò nó khô thì bây giờ cá nó khoảng chừng 2-3 lạng chứ nó đâu được lớn gì. Cá năm rồi còn lại còn sót lại nè. Ui đã. Rồi thiệt thôi nè. Bây giờ ở đây chật quá, mình cũng không có gặm máy đổ cho người xem được. Thôi để mình đổ đi, có gì nhà đất cho người xem nha. Chứ ở đây nó chật quá trời chật. Qua đã. Trời ơi, cái đầu của mình nó chuối đất xuống rồi. Nước lên chuối hay là cá vô ta. Bung cây, rồi bung cây là có hàng. Đây, mọi người thấy, trời ơi nó bung hết cây luôn rồi. Một chiếc đũa còn không. Rồi rồi tới công chuyện thôi, mình thấy giận giận đây nè. Biết cái lóc RV nè. Đó. Rồi, mình thấy có con quái vật nữa rồi. Cá chẽm. Bung luôn nè. Trời ơi. Bự không ta? Bự không mà bung cái gì vậy? Ui hàng coi. Trời ơi, có hai con hả? Con cá chẽm nhỏ. Con nhảy với con cá lóc. Con giòn gần lắm. Chổng đít tụi gần cái ghê cha. Cái con dắt thằng này cá chẽm này nó cái màng của nó cực kỳ bén nha. Lúc trước á thì mình không biết á, bắt cá chọt vô cái màng nó cứa một cái là tới xương luôn. Cái màng của nó này mềm mềm chứ nó bén hơn dao lam luôn á. Không biết ai mà chọt vô á, chọt vô cái màng với chọt vô cái miệng á mà nó giặt một cái là cứ nghĩa là cái ngón tay mình là tới xương, nó bén cực kỳ bén luôn. Phải mình lúc trước mình dính mình để tiêu đề là con cá cực kỳ nguy hiểm gì đó. Không biết mình bắt mình chọt vô cái màng với cái miệng của nó là thôi thua luôn, nó cứa tới xương rồi. Cái này nó phèn dính quá trời, nó có một phèn nó bệnh nha. Cái gì đây? Trời ơi cá phi không, cá này đổ luôn nha, muốn trời. Thì mình tắt máy mình đổ bằng cá này ra cái nha, để cá này nó có trong này cá lóc nó không vô được. Cái này thì mình chạy được 6 con rồi, xăm như là cử hay cử rồi nó hết cá luôn. Tại cái dũng nhỏ bao nhiêu chạy trơn, nó còn sót lại làm gì không biết. Ê cha, trời, còn sót là một con cá khủng bị ghê chứ. Ui, 6 lạng. Cái chỗ này nó mình dính được 6 con. Thì mình nói cái này hết cá rồi, bao nhiêu nó chạy hết trơn rồi. Mà không ngờ còn sót được con cá khủng, còn là cái 6 lạng nha. Gì là ngon rồi, kệ, nó có chạy được rồi. Còn cái nào mà nó không chạy, 2-3 cử mà nó không chạy luôn mình bây giờ. Còn nó dính lâu lâu, dính con hay con thì mình sẽ để lại. Qua ngon bữa nay là hàng khủng không nha. Quá im, quá im. Rồi, để mình đổ cho cái tranh thủ đi thăm. Nãy giờ đi đặt mấy cái lợn về chưa luôn rồi. Cái này có bọt có sạc rồi, không có. Con. Có được rồi. Hai con, giòn giòn. Kệ có rồi được rồi. Rồi, để mình tranh thủ mình bắt ra được hai con giòn giòn. Đây có cái dũng nhỏ, chín giò mình test thử. Một cái con cá không, trong nhà nó chạy 4 con. Giờ mình mới bỏ xuống cái này nữa. Mà nay nước có rút quá trời. Leo cái cây bóng cá. Cái mà bỏ mình chỉ 4 con nữa kìa. Không biết nay còn không nữa. Giờ mình đặt thêm cái này nữa. Này khô quá, khô trời. Ôi, không có, khô quá rồi. Cái này để mình rút lên. Cái kia kìa, cái kia thì chiên giò dính 4 con. Chà, cái đít nó chậm chậm lên, không biết nước. Nước nó lên hay là vô cá để không biết. Rồi, bị nước rồi, nước quá nó đẩy rồi. Trời, miệng hôm cô queo luôn. Rồi, xong. Trời ơi, con cua nó vô nó quất cái miệng hôm của mình, má ơi. Thấy công chuyện rồi, con cua chà bá nữa luôn nè. Trời ơi, nó tỉa nguyên một cái dành luôn, má ơi, chết rồi. Rồi, xong. Hư một cái nữa nè. Tại vì mình đi thăm dân Hưng nó cũng cua nó quất mùi cái miệng hôm vậy nè. Rồi tới công chuyện luôn. Chỗ này có cua rồi. Rồi còn có miệng hôm này dục. Không, để mình đặt cái này vô. Bắt được con cua này không. Trời. Thì nghe mấy con cua nó kẹp mấy cái lờ banh chân luôn. Rồi mới giờ mình thấy cái lờ có con cá nó chết rồi. Vì ta sặc phèn hay gì á. Tại đây cũng phèn dữ lắm. Đây mình thăm mình bắt mấy chiếc cũng nhiều cá nữa. Mà nó còn cho nên mình không có dời. Rồi ngủ mấy con rồi. Chứ còn con nào không đây. Ôi còn được con. Ôi bữa nay cá cũng khủng con. Trời ơi chết hết con nửa ký uổng trời. Hai con cũng hết con rồi. Ở bên kia mình còn cái nữa. Để mình qua bên kia thăm luôn.
chỗ này mấy bữa trước nước lên khủng khiếp lên, cái lào mình nó trôi tùm lum, cái lào mình nó trôi nó không cố định được thì cá nó nhát lắm, cái vô bị dội. Cái này chắc không có gì nữa. Ôi được con nữa, được được được, cái này còn cái đây đây, chứ hỏi mình xuống cỡ đầu tiên chở cái 4 đồng con không, chở 3 cái cái đầu cỡ 4 kg. Rồi em tranh thủ mình bắt con cá này dài với con cá kia dài nha. Rồi cái điểm này mình còn một cái nữa, nằm đâu rồi thằng kia, dội bị nước khô giật xuống là hỏng luôn rồi. Nói chung là cả cá này mình phải xiên mới có cá, cá mình đặt hết mình thấy nó chạy hết rồi mình phải dời, hoặc là mình thăm hai cử mình không thấy có cá thì mình phải dời, chứ mình để hoài thì bị lấy luôn rồi chứ không có cá nữa. Còn cái cuối cùng này coi, rồi không có luôn. Cái này là lật nó có hàng quá, rồi nhịp nhịp rồi có hàng chắc luôn. Gì đây, hàng dẹp hay là hàng tròn đây? Hàng tròn nha, đừng vô hàng dẹp nha. Chứ chờ 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 cái gì ấy, má ơi vô con vùa chút bé hả, vùa này vui gì trời. Trời ơi cái đầu mình đập ngang đứng vô hàng, công nhận đúng nè, hàng thiệt giống vùa tay đỏ của Trung Quốc luôn trời. Thì mình bắt gia tử rồi thả luôn, chỉ đổ sẵn đổ mấy cá phi này, mình muốn bắt con cá lóc á thì phải đổ cá phi này nó vô làm đằng đằng cá lóc nó dội hết rồi, chừa cái sặc lại, cái sặc là mồi của cá lóc. Cá phi này, này. Không biết rùa gì đây nữa. Rùa này giống rùa tay đỏ vậy ta. Trời ơi rùa mini. Nó đẹp ghê ta, rùa nó nuôi nó kiển thì được á. Thôi. Thả nó luôn. Rồi. Để mình đặt lại. Con cái nào có dính không đây. Chà, đây đây, mình thấy có cái dấu cá nó tung nè. Nè mọi người thấy không cái chỗ này không? Nè, nó tung nè. Nó lớn nhỏ đây. Ôi nguyên bầy con nhỏ không à, này chắc bắt được một hai con à, thôi bắt được 4 con, bắt được 3 con, bắt được con bự bự nè. Rồi thì mình tranh thủ đổ ra, bắt đầu mình còn một cái luồng cũ ở nhà 8 cái này là xong nha, tính đổ cá này ra. Mà tự nhiên dòm qua có cái ổ chích nè, nó mới làm ổ đẻ được mấy trứng ta, 4 trứng này đổ chích nha, ở đây chích nhiều lắm, mấy cái đám lá này nè chích khủng khiếp luôn. Trước mình cũng gặp mấy ổ mà mình không có bắt để cho nó nở nè. Đó, ổ chích đẹp không? Này nghe nói là đụng vô á, cái hơi tai của mình á nó sẽ bị hư hay là nó ấy đi. Cho nên mình chỉ quay thôi. Đó, ổ chích nha, được 4 trứng mà không có đẻ nữa không. Đó mình đợi đặt á thì nó mới có làm ổ thôi. Mà nãy tính độ cá tự nhiên dòm qua thấy 4 trứng. Đó. Thôi, để mình đổ con cá này ra. Về tới cái đêm cuối còn 8 cây nữa, mưa quá trời mưa. Bây giờ mình sẽ cái nào mình quay được mình quay, còn không quay được thì mình sẽ tắt máy nha. Tại vì cái máy vô nước á nó chuyện sẽ không nghe. Không gầm quá trời gầm luôn. Đây còn 8 cái nữa mà cái điểm này cũng ít cá lắm. Rồi để mình thăm thử cái này coi có không nha. Quá trời gầm à. Ấy à. Vừa về tới mưa luôn. Rồi cái này nó hỏng luôn. Có một con một à. Cái này nó ngóc đầu rồi nè. Cái cam nó bị lè, mọi người thông cảm nha. Tại vì đang mưa. Trời ơi, con cá nó chết rồi. Con nào nó... Ui, con. Ui, ui. 4 con. Quá đã, quá đã. Ui, cái điểm cuối. Nè. Ui, ui. Cái cam nó bị dính nước mưa, mọi người thông cảm nha. 4 con chết hết con. Trời ơi, trời. Hàng khủng, hàng khủng. Quá đã luôn. Không trời, giọng gầm quá trời. Thôi để mình tắt máy nha. Đó. Đó, gùng à. Đó. Quá trời mưa rồi. Bây giờ mình sẽ đổ cá nha. Thì nãy mình vừa về tới cái điểm cuối thì mưa quá trời lớn luôn, nãy giờ nửa tiếng đồng hồ đó. Thì cái điểm đó thì mình còn 7-8 cái mà mình trúng được cái 4 con mà chết hai con rồi. Thì nãy mình về tới đây vẫn còn mưa mà nãy giờ nửa tiếng đồng hồ đó, thì tranh thủ đi tắm luôn. Tại vì mưa thì mình ở nhà to nằm có chuyện không có nghe, nên mình đợi hết mưa rồi mình mới đổ nói chuyện cho mọi người nghe dễ nghe. Giờ ông đang ngầm mưa rồi để đổ cho đi thì tiếp rồi. Tới nữa rồi. Đợi hôm nãy giờ cũng mưa. Cái chẻm này đúng rồi. Đổ cái viên này cá lóc rồi. Thôi cái mấy con quá rồi. Đây mình có cái cần để mình cần tới bữa nay coi
được nhiêu ký nha. Có cái cần này cần là 20 ký nha. Cái thao này mình cân rồi, thao này nửa ký. Cái nhập tự nghĩ rồi đó. Rồi được như đây. Ôi, kiếm cá 18 kg luôn mà chưa trừ. Nghĩ hoài trời. Đây à, 7 ký 8. Cho cái này là 8 lạng luôn đi. Để cái thao này nãy mình cân nửa ký ha. Là mình chờ cho 8 lạng luôn là cũng còn được 7 ký nha. Rồi, này trúng rồi. Vô kệ, này còn hàng trúng luôn. Mấy con cá bự, trời ơi trời, nó bự. Để ngồi cân thử mấy con cá bự này coi. Nó được 1 ký luôn nha. Nãy nó vô được 1 cặp nè. Mình bỏ mấy con cá cụ vậy coi. Cái con cá này năm rồi còn lợi nè. Chứ năm nay nó không được lớn gì đâu ha. Vừa nãy cặp này phải. Ôi trời, đã nhảy tùm lum như trời. Con này nữa nè. Quá trời, bữa nay có cụ à. Hôm nay mới trúng được cá cụ này. Chứ cái mùa này cá nó chưa có lớn gì đâu. Cá này chỉ có năm ngoái còn lợi nè. Còn mà chặt khoảng 9 lạng tới 1 ký. Rồi là bụi. Đây nữa nè. Còn là trong 6-7 lạng. Ủa nhảy. Ôi da. Nhảy như tướng lum sợ. Cái này chung là cá nhất luôn. Nhảy tầm lum là trời. Nó đen. Mập mập không à. Mấy con nó nửa ký sau lạng nữa. Ủa con này nó chạy vậy. Mấy con này để ăn chứ bán được. Cá này mình dồn lại 2 chiếc mình mới bán 1 chiếc. Mà nãy nếu mà 7 ký cái này mình bán được thì do nãy trời mưa về luôn. Còn để chiếc sau cái mà gì có dừng cân luôn. Còn bây giờ mình sẽ cân cái con cá bự này thử rồi nó được bao nhiêu nha. Từ 9 lạng lên 1 ký được. Rồi 900 gram. Ừ, 900 gram ngon à. Đây nữa nè. Mặt dữ lắm nè, chắc cũng phải 8-9 lạng á. Đây, đây. Ôi, con này 8,5 lạng. Còn con này nữa nè. Bây giờ nằm im. Con này như đây. Con này như 8 lạng nè. 8 lạng. Con 3 con bự nhất. Mà con này 8 lạng, con 8,5 lạng. Còn mấy con này nó cũng bự. Mấy con này chắc cũng 6-7 lạng. Đã gì đâu trời, nãy con cá vô 2 con với một con. Mấy con cá này á, là mình đặt mấy cái chỗ mà năm ngoái mà nó còn nước lại mới được cá bự này nè. Chứ mấy cái chỗ mà nó mới có nước thì cá nó dữ lắm, nó cỡ này là hết cót rồi. Tại vì năm ngoái nó khô quá đó, cho nên mấy cái chỗ nó rút nước, nó không còn cá. Mấy cái chỗ này là mình nhét vô đại, năm ngoái còn nước lại mà làm được cặp nó cũng quá trời đã luôn. Giờ mình bỏ vô bây giờ không mình giọng nha. Ở đây mình giọng để chiếc sau cái mình bán luôn. Thời gian nhiều qua nha. Thì để ngày mai mình có nắng rồi mình đi tuần duyệt mình thăm cái luồng 40 cái đó đây. Thì hôm nay cũng có chục mấy ngày mưa bão rồi mình có đi. Rồi hẹn mọi người ngày mai nếu mà có trúng rắn mình sẽ đăng cho mình xem giải trí nha. Rồi xin chào từ mọi người nha.